Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như kênh Bonsai Cần Thơ 168 của mình ha. Hôm nay kênh quay trở lại đường Vườn Văn Thụ, nơi mà cho hoa thường đông đúc vào mỗi dịp xuân về hết cô chú anh chị, giao lưu đủ loại mọi cây kiển cô chú anh chị luôn. Hôm nay thì mình ghé chỗ cái lô bán mai mà có nhiều một số cây cúc 36 cánh và mai quắn, hoa đại lộc hết cô chú anh chị. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cô chú anh chị các bạn cái lô mai cúc 36 cánh đang bung nụ nha cô chú anh chị. Lô cúc mini để bàn bông cực kỳ đẹp luôn, vừa chơi vừa làm giống luôn nha cô chú anh chị. Một số thì ghép hai bo liền gốc và mùa. Đây bông của nó này nha cô chú, rất là dễ cưng luôn, bông chùm luôn nha cô chú anh chị, chùm 4 bông luôn nè. Đó, quá đẹp luôn ha cô chú chị. Bông này là cúc từ 24 đến 36 cánh, 2-3 lớp bông luôn nha cô chú nha. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Một cây mini để bàn tầm giá khoảng từ 300, 350, 400 nha cô chú nha, tùy cây ha. Nụ thì đều tàn hết nha cô chú anh chị. Okay, ở đây còn rất là nhiều cây ha cô chú nha. Đó. Rồi bây giờ mình giới thiệu thêm cho cô chú anh chị nha, một cây nữa đó là cây mai đại lộc. Đó, mai đại lộc hết cô chú anh chị, khoe sắc luôn, quá đã luôn nè cô chú ơi. Buông nụ nè, buông giả chấu buông nụ hết cô chú anh chị. Cái này là cây đại lộc nha cô chú anh chị, cây này có giá là 3,5 triệu nha cô chú. Cái này đế rất là đẹp luôn đó. Còn ở đây là một cây mai kem nha cô chú anh chị. Đó, một cây mai kem ha. Cây mai kem đế nôm đẹp nè cô chú anh chị, chậu đẹp luôn. Tàn thì lớn, bo ghép lớn luôn nha quý cô chú. Một cây mai kem. Siêu nụ luôn cô chú anh chị. Cái này là cây mai kem nha cô chú. À, rồi cái này là cây móng rồng nha cô chú anh chị. Đó, mai móng rồng. Này. Cây mai móng rồng nha cô chú. Đây. Mai móng rồng. Cây này là cây ghép hết cô chú. Cây mai móng rồng là cây ghép nè.
cái này cái này ghép được 4 vo nha cô chú anh chị. Dưới một cây mai móng rồng zin nha cô chú. Móng rồng zin. Cây móng rồng zin nè cô chú anh chị nha. Cái màu của nó rất là đã luôn. Nó tủa ra luôn nha cô chú chị, nó xè ra ha. Đây nữa nè. Cái móng rồng zin nha cô chú, nó đâm tượt là nó ra móng luôn á, hay thiệt luôn. Đó, đây một móng nữa. Rồi, một cây mai quắn super vip luôn nha cô chú anh chị. Mai quắn đế thú luôn nha cô chú. Cái này là cây mai quắn, nó ra đọt non, nó quắn nè cô chú anh chị ha, nó tuổi sắn ha. Ồ, đế hết hồn ha cô chú anh chị. Cây này là super whip ở Cần Thơ cô chú, một cây duy nhất mà đẹp như thế này ở Cần Thơ thôi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này là cây mai phú quý nha cô chú. Đây, mai phú quý nó bắt đầu bung nè. Đang bung nụ luôn nè cô chú anh chị nha, mai phú quý. Cây này đế rất là đẹp luôn. Đó, mai phú quý nha. Rồi, cái này là cây cái này là cây mai đại lộc này nha cô chú anh chị. Đại lộc ha. Cây này cái dẫu Phú Tân ha cô chú. Rồi, lô dảo Phú Tân nha cô chú anh chị. Mà phú quý bông rất là dễ thương nha cô chú. Mà phú quý ha. Đây có một cây mai đại lộc nữa. Để rất là cưng luôn nha cô chú. Rồi, cái này là cây mai quắn mini nha cô chú anh chị. Cây này khoảng 400 ngàn một cây nha cô chú anh chị nha. Cây ghép thấy vậy chứ già mùa nha cô chú anh chị. Bên đây một cây nữa đây, mai quắn ha.
Rồi, lô mai mini nha cô chú anh chị nha. Lô mai cúc mini nè, bông nụ tròn rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị các bạn có thể đến đây nè ha, ngay chỗ cây cầu Hoàng Văn Thụ ha cô chú anh chị. Cây cầu chỗ Quỳnh Cương á, đường Quỳnh Cương với đường Hoàng Văn Thụ này ha. Có một cái điểm bán mai cúc duy nhất luôn nha cô chú anh chị. Giá rẻ hợp lý cùng cô chú anh chị nha. Rồi. Mình cũng xin kính chúc cô chú anh chị các bạn có một mùa xuân mới, xuân Tân Sửu năm 2021 ha cô chú anh chị. Thật là nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công, an khang, thịnh vượng nha. Cái lô ở trên kia thì gốc bự, ở dưới này có những cái cây ghép liền cốt, cô chú anh chị mua một số cây liền cốt nha, thì mình về mình trồng nó sau này thành một cây liền cốt rất là đã luôn đó. Như đây là một cây liền cốt nè, đế khá nha cô chú anh chị, nụ dữ lắm, nụ luôn nha. Đây, nó chuẩn bị bung nụ nha cô chú anh chị. Rồi em game giới thiệu đường lại nha cô chú anh chị. Này đối diện với cà phê Tắp trên đường Hoàng Văn Thụ luôn ha cô chú anh chị ha. Rồi, em xin kết thúc ở một cái bông. Bông này là bông cúc 36 cánh, thì bông nó nằm từ 24 đến 36 cánh nha cô chú.